Ủa xe ai thiết kế sao nay nó lùng quá vậy ta? Ủa? Gì vậy? Ủa? Đi đâu đây? Xe tôi, sao lên xe tôi? Ủa? Vậy là ổng xe nè hả? Trời ơi, làm tháo dài đi chạy xe nè. Chán ghê. Mặt mới tháo gì vậy? Chạy xe mang dài không được. Chạy xe mang dài không được. Bảo Lâm hả? Ủa? Đó, lộn rồi, trời ơi! Cái gì vậy? Ok, các bạn ơi, ngày hôm nay khách mời của chúng ta là Lê Dương Bảo Lâm! Xin chào mọi người! Mới đi làm cỏ, gì? Làm cỏ gì? Mới làm cỏ! Ngoài giường cái tự nhiên kêu lên đây quay cái gì vậy? Quay chương trình của anh lâu lâu mới mời được em mà sao em hỏi lâu em? Lâu thôi đi anh ơi, bây giờ chắc không ai mời. Chứ giờ chắc không ai đi nữa anh mới kêu em á, em dám chắc luôn á. Làm gì mà không, thôi, anh không mời được em. Em thấy là nguyên một vàng có bà Khải Như đồ này nọ rồi hả, dĩ dạ, dĩ ơ đồ tham gia hết. Đưa anh thấy xích bèo chuyện. Ờ đúng rồi, phải xích bèo. Xích bèo rồi chứ. Anh ơi thắt cổ em, anh ơi không, anh bèo rồi, vô đi vô. Ok lên xe. Nhiều câu hỏi không được thì mình đe nha. Đi trước đó, cắt tôi. Mày chết hả? Đe có nghĩa là bây giờ chương trình thử thách gì em làm thôi. Còn không làm, nhảy xe. Mời em bốc câu hỏi cho chính em. Anh không có bốc nữa, sợ quá. Vậy em mở đúng không? Đúng rồi. Đọc luôn đi. Nhảy xe. Đọc nghe thôi. Bạn đã nói lời dối trá trắng trợn nào để đảm bảo không tổn thương tình cảm vợ chồng? Lời nói dối trắng trợn hả? Ừ. Lời nói dối trắng trợn cũng có nói dối gì không ta? Nói dối. À là Tết em đi đánh bài với bà Năm Thư à. Với Khả Như rồi nọ mà em nói vợ em đi quay. Có gì đâu. Đêm em đi đánh bài. À, thì ra mày chọn cái chết. Tết năm đầu luôn. Xong rồi hả, vợ em khuya cái nó điện đi déo cho em. Cái em sợ quá. Em đâu có dám mà em đâu có dám mà hỏi anh đâu. Xong rồi cái nó lo cho em. Nó điện hết xô bích luôn. Điện hết tất cả Lê Giang, tất cả nghệ sĩ điện hết luôn. Tưởng em đi đâu. Rồi em nói em đi làm. Nó đi làm thì cho coi đi quay. Nó không đang quay cảnh khuya mà lúc đó đang đánh bài. Ôi, mà bắt gì không? Có Dương Thanh Vàng nữa. Nhưng mà bắt gì không nói. Không cho, tại vì em lại ở Đồng Nai. Mà mỗi khi mà em đi là em lên tới thành phố. Ví dụ Quỳnh nó nói là anh đi chơi đi một xíu về thôi khoảng 2-3 giờ thôi. Mà anh biết cái nết con Dương Thanh Vàng nó tụi đó đánh bài rồi nọ đó, đánh thâu đêm suốt sáng, có con Ngọc Hoa nữa. Trời ơi. Ôi, vậy hả? Đó. Mà đánh nhà bên chị ý nó có cái hồ bơi này nọ luôn, ăn tiệc rồi nọ vui lắm. Cho nên chơi sáng về cho nó xạo là hả đi làm. Bữa đó thua quá trời luôn. Thôi nhiêu? Thua cũng xô á. Thua cũng xô á. Wow. Xô cũ á. Gì đó. Ok rồi, chấp nhận câu này nha. Câu này không vui nha, câu này nó tổn thương gia đình nha. Khán giả vui. Vui không? Vui. Khán giả em coi nó không vui, nó biết nó xạo rồi đó. Chủ yếu là khúc đó đó. Chắc nhảy xe quá, Không biết nè. Câu này vui không? Thì bóc đi, trong vui không vui nó làm khúc đó đó. Ê, bữa em tham gia chương trình kia có cái câu hỏi bà Dị Hương, bà hỏi em. Bà Dị Hương hỏi là Lâm có phải là bị yếu sinh lý hay không? Nhảy xe ghê luôn á. Em mấy đứa con rồi Lâm? Hai đứa. Hai đứa. Bạn có... Rồi vô. Bạn có bao giờ coi là một người theo chủ nghĩa thỏa thân không hay sao ta? Bạn có bao giờ coi là một người theo chủ nghĩa khỏa thân không? Em gặp cái con nhỏ này, cái này được không? Đang gặp luôn, có đang nghe luôn. Em hỏi thì hỏi đi. Ê, nhỏ là biên tập hay là giờ đạo diễn nha? Má. Em giữ. Má. Má hả? Má chương trình. Hỏi má đi. Má chương trình. Ê, tên gì anh? Nó tên má. Má. Giết cái gì vậy má? Giết cái vô tri vậy?
bạn có bao giờ coi là theo người chủ nghĩa thỏa thân? Ủa là sao ông Quyền Trinh? Ủa? Okay, cái gì? Giờ hiểu là con thích thỏa thân không hả? Đúng rồi. Ví dụ như em đi tắm biển ở chỗ danh giới em thích. Có, em rất là thích thỏa thân nha anh. Em rất là thích thỏa thân. Bao nhiêu lần em thỏa thân ngoài thiên nhiên rồi? Trời ơi, em tập bạ vô nhiều khi cũng thỏa thân luôn. Cái phòng gym riêng của mình mà anh. Trời ơi, mà em thích nhìn cái body em lắm. Tại vì mỗi khi nhà em là có cái phòng gym riêng luôn à. Là em gắn kiến xung quanh luôn. Nếu mọi người coi những cái clip là người thấy cái phòng gym của em đó. Mà mỗi lần trời ơi em Lòng thông như tôi sao được. Không anh làm sao vậy? Ủa tự nhiên mình phải gym nữa thì mình sắm cái phòng gym về là mình phải tút cái body của em lên. Mỗi khi mà em trời em thỏa thân đây, em cứ hưng phấn, em tập ghê lắm. Trời ơi, mỗi khi mà em mặc đồ em tập đẩy chừng 3 cái em mệt. Mặc ngày xưa giờ đâu em không là em khác xưa em. Nhưng mà khi em thỏa thân ra em tập khoảng 10 mấy cái, 20 cái mà chưa mệt. Dù nhiều khi mình tạo dáng này nọ đó, mình tạo dáng này nọ mình khoái lắm. Chỗ mà sexy của mình để mình gọi là mình độ thêm. Đây kêu là độ loa đó anh. Nên em rất là thích à. Dù nhiều khi tắm xong cũng vậy, tắm xong em cũng thích đồ quấn khăn rồi em vũ khăn ra, em gọi là những động tác sexy đồ này nọ. Rồi có bao giờ bị tự nhiên đang sexy có ai nhào vô cái hết hồn hết vía không? Thì đó giờ hả? Ừ. Thì đó giờ là không. Không, chưa. Chưa hả? Chưa. Thiên nhiên, ý anh nói là thiên nhiên hả? Ở ngoài thiên nhiên, ví dụ như em đi rừng, đi suối. Em có khỏa thật là. Ủa, cái chương trình này là cái chương trình gì ta? 18 cộng hay sao vậy anh? Trời ơi, anh là bên tổ chức nào vậy? Hả? Anh tổ chức nào mà anh điều tra đời tôi người ta vậy? Em sao á, anh nói lúc đầu là anh không có phải là cái người hỏi, anh còn không biết luôn á. Vô rừng hả? Nếu mà vô rừng, trong rú rồi này nọ, có khỉ rồi nọ thì em có. Cũng muốn thỏa thân chứ. Có để chưa? Mình hòa mình vào thiên nhiên. Có chưa? Có chưa ta? Gặp, nè, anh nói nè, nếu mà chưa á, lần sau đi là vô mà gặp khỉ thì đừng chơi. Có rồi, em nhớ rồi. Cái đuôi nó bứt. Em nhớ rồi, có. Lúc nào? Là cái chương trình, một cái chương trình em quay về ẩm thực nha. Có nghĩa okay. Là mình sẽ đi vô rừng rồi này nọ, mình sẽ quay chương trình đó à. Và cái cảnh đó là đi vô rừng Nam Cát Tiên à. Là xuống cái chỗ đó là cái rừng rú rồi này nọ không, mà có cái ao rồi này nọ à. Nhưng mà ekip nói là phải xuống dưới mà gọi là quay hình bắt cá rồi này nọ đó à. Nhưng mà cái bữa đó là em không có đem nội y theo. Rồi vô rừng mình không đem nội y là em mới thỏa thân ra và em xuống dưới em tắm một xíu rồi là em quay luôn. Mà nước rất là đục, mấy anh quay phim không có thấy. Là có một lần vô rừng Nam Cát Tiên, bữa đêm đi với sông Luân à. À, cái chương trình đó anh tham gia rồi. À đúng rồi, là em có đi xuôi rừng đó mà em có thỏa thân, mà em có tắm một lần ở dưới suối. Em có cảm giác đã lắm, giống như là mình như là nàng tiên cá ấy. Mình nghe tẩy bùa, tẩy bùa thiên nhiên. Rồi lại qua thôi. Nãy giờ một cái câu là về gia đình, một cái câu gọi là về nhân phẩm nha. Cái này sở thích cá nhân bình thường mà. Em hy vọng là có một cái câu nào nó ý nghĩa hơn. Không có đâu em. Điều ngọt ngào nhất mà vợ bạn từng cho bạn là gì? À, ý nghĩa chưa? Ý nghĩa quá trời. Vâng, một chảo tay cho bạn suy nghĩ câu này ạ. Ok. Điều ngọt ngào nhất mà vợ em đã từng cho em là xin cho em hai đứa con. Trời ơi, cái lúc mà trời cái cảm xúc ban đầu á là đứa đầu tiên á thì em ở bên Hàn Quốc, em chưa có một đẻ xong rồi một tuần em mới trở Việt Nam, cho nên em không có cảm giác mà ở bên cạnh vợ em. Nhưng mà cái lần thứ hai mà đẻ đứa con á, tức là một tuần chuẩn bị cái ngày đi đẻ là em nghỉ làm luôn, tất cả hồ sơ em đều ốp hết, và em vợ chồng em chuẩn bị cho cái ngày mà đón con em. Thì trong vòng tuần đó thì hai vợ chồng bắt đầu mua đồ, mua nôi, mua tã, mua sữa, mua tất cả các vật dụng mà con em nó cần. Và ngay cái bản thân em là lúc đó em chở vợ em đi lên trển để mổ để lấy bé ra. Trời ơi, nói gì ghê quá em. Thế là kêu là gì ta? Đẻ con không phải đẻ. Kêu là gì? Đi sinh thôi. Đi sinh đi. Đi sinh còn người ta là xử lý bằng mổ chứ em nói đi mổ lấy bé là xử lý. Ok giá là 2-3. Vâng, kính thưa quý vị, là em còn nhớ là xử lý hả? Câu xử lý nó là đi sinh. Đi sinh hả? Đi sinh mổ. Đúng rồi, đi sinh mổ. Xong rồi từng trải qua từng cái cảm giác mà lúc đó bác sĩ thương rồi bác sĩ cho vô phòng mổ luôn. Tất cả mọi thứ rồi trải qua và nhìn thấy được vợ mình sinh luôn. Ủa?
Đúng luôn, trời bây giờ là lúc đó lúc quốc tế đó. Lúc đó em thấy sao? Trời ơi, em thấy trời sao mà phụ nữ khổ quá anh, mà nhìn như trời tự nhiên cảm thấy mình xúc động nghẹn ngào, trời ơi khủng khiếp luôn. Và cái cảm giác mà khi mà vừa em bác sĩ vừa ẵm em bé ra đó, oa là cho ôm hơi mẹ đó. Trời ơi thấy thương, nước mắt giờ em chảy ra. Trời ơi thương quá không thể nào thiệt. Trời ơi, cái cảm giác anh cũng xúc động luôn em. Xúc động nhưng mà anh không giờ được trải qua. Anh không giờ được trải qua. Còn gì đau hơn chứ đã từng. Chưa phải, ý là anh chưa trải qua được. Anh bứt cái chồng râu này của em. Anh chưa bao giờ trải qua. Cho nên anh không có cảm nhận được đâu. Anh mới trải qua rồi anh mới cảm nhận được. Ok. Anh có vợ đi, anh có ý kiến với em. Ok. Ủa mà sao anh chưa có vợ anh Vinh? Mà anh Vinh chưa đó. Anh không có may mắn như em. Thế này anh không có một cái khuôn miệng xinh lợi như em. Anh không có một cái người vợ tặng một món quà ý nghĩa như em. Ok. Vừa lòng em chưa? Vừa lòng. Bóc đi, tôi cho bóc hoài luôn. Ủa mà bóc gì nào mới hết vậy? Bóc đi, giận rồi nó lại hết rồi đó. Bạn đã sửa bao nhiêu cũng đọc to lên nào. Hôm nay nhảy xe, có cái nào nhảy xe không? Anh ví dụ như mai mốt mình cho khách mời, ví dụ cái câu nào không muốn trả lời bạn có thể nhảy xe đi. Không muốn trả lời thì bạn có quyền đe. Đe là gì? Là làm thử thách thôi, tôi nhìn sẽ cho thử thách. Ủa vậy hả? Ăn uống ngủ nghỉ gì ở trên xe, ví dụ vậy. À thôi này dễ mà, trời ơi này chia sẻ rồi đâu. Bạn đã sửa bao nhiêu bộ phận trên cơ thể rồi? À nếu về cái mặt thì đây mọi người có thể nhìn thấy máy rồi chụp cận em vậy. Máy này. À ok. Đây mọi người thấy chân mày lâm đậm nha mọi người nha. Nhưng mà không phải là chân mày tự nhiên, nó cũng có cái tự nhiên. Nhưng mà nó hằn sâu bên trong là những cái vết cắt chân mày 3D siêu dày đúng không vậy? Xăm xương xương. Thì cái mũi của em là sửa 2 lần. Thì em còn nhớ là năm 2012 là em đã sửa một lần và lúc đó nó bị hư nha. Sao hư anh. Nó sửa, bác sĩ sửa như phù thủy, anh sửa nó bị nhọn quá. Xong rồi mới về mấy bữa mà em cũng đam mê thể dục thể thao, cái em cứ chiều là em chạy marathon. Em chạy xong cái mũi nó tụt sóng xuống. Tức là nó chưa có bám vô cái thịt của mình á. Mà em chạy mới sửa có mấy ngày mà ở nhà buồn quá, mà sợ bị mập. Đầu nhiên cái ra công viên ngồi chạy bộ. Chạy xong rồi cái sụn nó cái nó tụt xuống. Cái nó bị nhọn, nó bị đỏ ngay cái đầu mũi nào. Hey, em đau khổ quá anh, đã cái mặt không được đẹp rồi mà bây giờ nó bị tụt sóng nữa. Cái em muốn định là 3 tháng sau em sửa lại. Và 3 tháng sau nó khăn gói ở Sài Gòn và em gom góp hết tiền bạc tư trang của mình, em sửa lại mũi thứ hai. Và mẹ thương mẹ độ trộm vía cũng được. Đó là làm ăn ngon lành luôn đúng không? Không, chưa ngon lành anh. Lúc đó em mới nhìn vào chiếc gương của mình, chiều em thường nhìn vào chiếc gương của mình. Em nói ôi. Ôi đó, hồi trộm vía xô tới. Vâng, anh nãy cái câu hỏi là có phải là trợ lý của Lê Vũ Lâm không? Là chắc ý là quản lý của Lê Vũ Lâm không? Chắc là có xô rồi. À, có xô quá anh, nhìn hơi quá. Mới nói tới cái mũi kia là đúng rồi nha. Đó là lúc đó cái mũi nó quá cao nhưng mà cái càm nó lẹm, cái chiều em nhìn cái gương của mình mới trời ơi tại sao cái mũi cao vậy mà không có cái càm. Em mới buồn quá, em mới bán chiếc nhẫn của mẹ em đi sửa cái càm. Bán chiếc nhẫn của mẹ em đi sửa cái càm. Em đi sửa cái càm, sau đó là cái càm, cái mũi nó đều nhau. Nó ôi trời ơi, thật là đẹp, thật là dễ thương quá đi. Nhưng mà em nhìn kỹ vào cái mặt của em vẫn không thấy nó hài lòng lắm. Đúng rồi, cái mặt nó trời, tại sao lại cái mũi cao như vậy mà cái càm nhọn như vậy mà cái mặt nó bành quá. nó bị bự quá. Thế là các em mới đi hỏi đồ này nọ, đi gọt xương hàm, gọt đồ này nọ rồi này nọ. Nhưng mà đi Hàn Quốc không, lúc đó là cũng thành công nhẹ rồi. Cái lúc mà đang tìm danh vọng á, em đi sửa là cái lúc mà chưa ai biết gì chơi, lúc đi tìm danh vọng. Em mới đi gọt, em đi chỉnh hàm nhẹ, em làm cái hàm nó gọn xíu. Thì em về em dưỡng thương và sau một thời gian thì em thấy cái hàm em nó gọn rồi. Ô cái mặt mình đã nhỏ rồi, cũng như cái mũi mình đã cao rồi. Ô cái càm của mình cũng đã hài hòa rồi. Nhưng mà con mắt của mình nó bị gọi là nó bị thiếu cái mí. Thì em mới xin tiền cha mẹ, em mới khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh, em mới vào thẩm mỹ viện và em mới nhấn mí lần một. Đâu đâu nhắm hết rồi. Nhưng mà bây giờ thời gian thấm thoát thôi đưa nó cũng đã đỡ rồi. Ai cũng nói là mí này mí tự nhiên hả? Đúng, nhưng mà nó cũng nhấn nhẹ nha. Xong rồi các em mới nhìn vào tổng quan. Gì vậy? Anh cứ chắc anh thèm em hay sao vậy? Gì vậy? Anh không nghĩ nó nhiều tới mức vậy. Anh im đi để anh kể. Rồi, tiếp. Đúng. Vâng, và một ngày nọ khi mà mũi chiều tà, Lâm đều nhìn vào gương mặt của mình. Lâm nói ôi, mình đã có mắt rồi, mình đã có mũi, mình đã có càm rồi, mình đã mặc đi lai rồi. Ôi, nhưng mà cái hàm răng của mình, ôi trời ơi, tại sao nó lại ngắn như vậy mà nó không được trắng sáng. Thôi, phải chỉnh thôi. Thế là em mới khăn gói, em lên tiệm nha khoa, em mới cưa cái hàm răng cũ của mình và em gắn hàm răng xứ của mình vô. Vâng, và lại xui một lần nữa. Thời gian thấm tốt thôi đưa cái hàm răng nó bị chạy anh. Nghĩa là không phải chạy răng không? Không. Nghĩa là khi mà mình ban đầu mình ráp hàm răng xứ vô rồi đó. Okay. Rồi cái khi mà mình nhai
mình nhai dù răng thiệt nó không có chạy à. Nhưng mà cái răng sứ nó chạy qua chạy lại anh, tự nhiên nó hở chè hẻ ra, nó hở cái răng em chè hẻ ra, cái em cười em chè hẻ cái răng ra, nhưng mà nó trộn đau quá, cái này nó đau quá không có thể nào mà để làm lại được nữa. Nhưng mà các em để ý nha nha, em để ý, em thuộc dạng chơi hệ phong thủy mà anh. Ok em nói trộn, tại sao mà mấy bữa nay show cũng có đó mà tiền không giữ được. Cái em nhìn vào gương nghe răng ra, trời đất ơi, em thấy cái hàm răng là nó tẻ hẻ ra. Em mới nghĩ trong đầu là à, chắc là cái tẻ hẻ này tiền nó sẽ ra bằng cái tẻ hẻ này, thôi mình phải đi làm lại hàm răng thứ hai thôi. Lúc đó mà anh biết không, cái răng á lại dụng nhiều khi mà mình làm hai cái nó quá, tại vì nó liên một cái khuôn luôn à. Nó làm cái khuôn nguyên một cái khuôn luôn, nghĩa là anh hư một cái là phải làm nguyên một hàm. Thế là thời gian thấm thoát thôi, đưa 3 tháng sau em đi cưa cái hàm răng thứ nhất, em làm lại cái hàm răng thứ hai tới bây giờ luôn. Thử thách thứ hai là cũng là câu hỏi thôi, và anh sẽ là người đọc và em có 5 giây trả lời. Còn nếu không trả lời nhảy xe thì là phạt thôi. Phạt. Câu hỏi nào mà không ai có thể trả lời vâng? Gì nó nói cái gì vậy? Không hiểu. Em hãy nói một câu hỏi nào đó mà không ai có thể trả lời là vâng được. Không ai trả lời vâng. À, 5 à, 4 à, alo 4 à, vâng tôi nghe. Alo thì anh trả lời là vâng tôi nghe. Dạ yeah. Vâng alo. Không, em phải hỏi một câu bất kỳ. Ví dụ. Ví dụ như là mày chết rồi hả? Vâng. Chào vâng rồi mày chết sao mày vâng? Mày chết ghê vậy? Tự nhiên chơi chết chóc vậy? Thì mình nói dụ vậy đó à. Thấy chết chưa? Sai chưa? Ừ, sai là mình bóc cái. Giờ mình bóc cái hộp này. Ok, mời em. Nhìn nó vậy sao giấy hoài vậy? Mới vui, chương trình anh có nhiêu đó à Lam ơi. Nhìn anh nó thiệt. Nó không có vui bùng nổ vậy. Ăn món ngon. Gì vậy? Cá hả? Sạch sẽ nha. Ủa cái gì thế ghê vậy anh ơi? À các bạn ơi cho anh dụng cụ với. Cậu giống cái sụn mũi của ai vậy? Trời ơi. Cậu giống cái sụn bà Lê Giang của vậy không? Không thấy đâu. Gì ghê vậy? Thử một cái cho vui nè. Gì vậy? Miệng dạ đã từng tiểu lên tiểu xuống với món này đó anh. Ồ, gì vậy? Đây là blue cheese. Blue cheese là gì? Là một cái loại phô mai màu xanh gọi được gọi là blue cheese. Là nó lên móc rồi. Ú, nè. Cái này nó khô. Bây giờ cho em cái thử thách khác đâu, em muốn ói quá vậy. Không được. Phải ăn nè. Ăn miếng. Ôi, ghê quá. Chút xíu thôi. Mà cái này ăn được không? Lên móc sao ăn? Rất ngon. Ăn thì rất ngon. Thôi anh ăn thử coi. Không, anh đâu có bị phạt đâu lắm. Mà anh phải chứng minh ăn được cái này ăn rất ngon. Anh cho một cái con biên tập hoặc là một cái ekip bên anh ăn thử miếng này cho em. Để em coi cái đó là có nó ok hay bây không. Bây giờ nè, Lâm ăn trước đi, anh ăn sao? Cùng chết. Thì ghê quá vậy, sao nhìn nó ghê ghê vậy? Không, blue cheese là anh nói là ăn rất là ngon. Đừng nói cái bình thấy giống cái sụn mũi. Trời coi nè, nó rớt bên này nhìn như miếng amidan này. Thôi gớm luôn trời. Ủa như miếng amidan của ai nè anh ơi. Sao á, Lâm. Mà cái này là nó làm bằng thực vật hay động vật vậy? Nó là sữa, từ sữa thôi. Động vật chứ. Ghê quá. Đi ăn. Lâm bị dạ ăn rồi mà. Ghê quá vậy. Trụ nó thấy ghê quá vậy ta. Ê cái này là món ăn ai bán vậy anh? Trời rất là mắc tiền. Ở những nhà hàng gọi là rượu vang với lại này kia họ mới bán đó. Hầm rượu vang rồi. Trụ nó ghê như miếng khóe. Trụ nó như cái mùi khóe trời. Em ghê quá Lâm ơi, em ăn đi. Thôi. Cô là nào? Thôi, tưởng đang ở trong tiệm nail mà ai móc khóe, cái mùi khóe nó trời. Trời ơi quá. Ăn đi, anh thúi quá anh chịu nói nè. Anh mắc cười quá. Ủa thúi thiệt. Thì ghê quá. Sao con không? Thì gớm quá. Chạy nước mắt luôn á, nó thúi quá dành cái mùi trời ơi. Ai sao? Để em xịt liền miếng cho nó khử. Thúi quá anh cũng chịu không nổi. Ai vậy đứa nào chơi ngang ngược vậy?
Mốt mày cho ăn cái khóe đi, anh thả cái khóe em ơi. Thì ghê quá. Ok chưa? Tiếp nha. Ghê quá. Rồi. Lát mà vẫn còn, nó vẫn còn thúi anh ơi, coi còn dưới ướt không? Còn dưới ướt, có. Lát mà trả lời không được nữa, ăn nữa đó. Ăn cái món nữa hả? Rồi, câu thứ hai nè. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vượt qua người thứ nhì. Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy? Vượt qua người thứ nhì. 5 4 Người nhất. 3 2 chết 1 rồi, chết rồi. Chết. Tại sao, sao gì lắm, bình thường em nhanh lắm mà lắm. Sợ này câu đố, đố mẹo, đố gì ấy. Vượt qua người thứ nhì. Vượt qua người thứ nhì là người thứ nhất. Ủa, em vượt qua người thứ nhì thì người thứ nhì thành người thứ ba là em người thứ nhì chứ. Phải không? Ủa, em chiếm chỗ người ta thì em phải vô cái chỗ của người ta chứ. Ủa, thằng nhỏ đang thứ nhì em chạy qua mới nhất chứ. Em, đâu có ai nói em vượt qua thằng thứ nhất đâu. Ờ, ha. Ừ, đúng rồi ha. Thứ nhì hả? Đúng rồi ha. Ừ, ông ăn món khác đi. Đắp cái nữa đi. Thúi quá. Đa dạng cái đâu tính nói mà nghèo nàn ý tưởng đâu. Cô nào ăn dớ được. Cô nào ăn dớ được. Được cái mình ra ngoài mình cặp đất rồi luôn đi anh, mình chơi tới luôn đi. Nó có cái anh thả tính camera. Đâu camera nào đâu? Đó camera đó. Hai camera trang gái gì? Camera con trai. Tên gì, nó tên gì á? Tên Quỳnh hả? Hai, I am Lâm of in ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai. I thích đi thả thính mà mắc cái gì kể, cái gì lý lịch thật lời mà. Em phải giới thiệu em để mới yêu nó được chứ. Anh mắc cười quá. Thích đi for. I'm no trai hả? I'm gay. I love you. I kiss you. Tên gì? Quỳnh. Quỳnh ok. Quỳnh ok. Thính cái gì mà quá ghê gì lắm. Chú em không biết nói tiếng Anh đâu. Ví dụ tiếng gì cái thính sao? Quỳnh ơi, anh là Lâm nè. Chúng ta có thể tìm hiểu nhau không Quỳnh? Thì anh là một cậu bé dễ thương, đáng yêu và quyến rũ, sexy. Anh hứa là khi mà em là người yêu của anh thì anh sẽ chăm sóc em tốt hơn, cũng như là không cho em làm camera nữa. Mẹ có thể cuộc sống ổn định hơn, chỉ cần ăn không và nằm đó thôi. Em đồng ý không? Cũng sao đó, cũng không có ngọt ngào đúng không? Nó bạo lực sao? Kệ đi em là vậy đó anh ơi, em vậy đó. Rồi, thôi, chịu ha. Bây giờ mình tiếp nào. Ở chỗ này xui quá, mình đi chỗ khác được không? Không, chỗ này luôn, chỗ nào anh cũng lúc nào đây. Thì không đi chỗ khác là anh bị xui. Ừ, cái vùng đất để mấy nó xui xui làm sao á. Tôi có cả một hàm răng, nhưng không có cái miệng nào cả. Tôi là ai? Hàm răng Tôi là ai hả? Đúng. Tôi có cả một hàm răng nhưng tôi không có cái miệng nào cả. Tôi là ai? Tôi không có miệng nào cả. 4 Hàm răng. 3 Hàm 2, răng 2 1 Sao vậy, bình thường em nhanh lắm mà lắm. Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ma. Tôi là ma. Hết giờ rồi nhưng mà cũng sai luôn. Tôi là cái lược cũng được nè, tôi là cái cưa cũng được nè. Nó có nguyên cái hàm răng cưa. Cái đó người ta cái lưỡi cưa anh ơi, anh làm sao vậy? Không. Cái... Vậy anh phải nói là tôi có răng, nhưng mà tôi không có cái miệng. Đúng rồi. Anh có cái hàm răng là anh sai rồi. Anh không có nói. Anh ơi. Anh không có cho nói. Cho em gặp con má đi. Con má ơi, đúng không má? Đọc câu hỏi sai nha. Ví dụ, tôi có răng. Là răng cưa, răng lược. Còn thêm chữ hàm vô xem em nói được. Anh nói tôi có răng đi. Không. Mà tôi không có miệng, tôi là ai? Má kìa. Đúng không má? Thời em tới rồi, thời em tới rồi. Vàng đi nhé, vàng đi nhé.
Ủa sao kỳ vậy ta, sao nó ký câu đi phải phạt biên tập chứ sao phạt anh? Đúng rồi anh ơi, anh bóc đi. Ủa sao á, thiệt á, tự nhiên giờ vô mình luôn. Chỗ đang hên cho ăn cái cục đó đó, thúi quá. À, ngậm miếng chanh và hát bài hát Lê Dương Bảo Lâm. Này dễ quá. Đâu cho anh mượn cái lyric, cái lời bài hát của em đi. Anh Dương Lâm Đồng Nai anh hát. Em không có cái lời. Em nhắc cho anh nha. Ô lộc, mấy này thúi. Ăn sáng chưa? Ăn bị gì, bị gì ghê. Dễ. Ok. Chanh. Một miếng hai miếng? Một miếng thôi. Miếng này lát của em nữa mà, lỡ em bị sao. Ok. Bài đã hát xong câu đầu. Anh Dương Lâm Đồng Nai, quê hương Đồng Nai. À, anh cứ nói đi em hát, em nhắc tuồng. Rồi anh chập chập cho nó ướt đi. Quê hương Đồng Nai, chào đón mùa đất hài. Quê hương Đồng Nai, chào đón quê hương đất hài. Đất hài sao mà không hài. Rồi về quê hương thăm mẹ cha bà con làng xóm. Ngày xưa chẳng ai biết phần tài. Ngày xưa chẳng ai biết phần tài. Giờ này người ta thương gần chết. Ngày này có thương gần chết. Này bà con ơi, Dương Lâm Diễn Hài. Ủa gì? Sao cái bài hát của em mà nói? À, Lâm Diễn Hài. Mau chạy ra coi. Mau chạy ra coi rồi. Chưa. Chưa hết bài hát. Chưa hết bài hát. Anh nhả là anh thua nha. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Đã chinh phục ước mơ đời mình. Đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Anh Dương Lâm Đồng Nai. Một cái bào ơi. Cái bào gì? Bào nhả ra đó. Không, em đâu có cái bào đâu. Anh cái bào gì đó ơi em. Nè, nhả ra đi. Thì cái tôi. Chùa. Họ ghét chùa lắm. À, đổi đi chỗ xui quá. Tôi không kệ. Thêm câu được ha. Anh phải tập trung nha, anh hỏi là sai là em cự là đó nha, chứ em okay, có hiền okay. Đâu á. Ok. Ok. Nếu ba tình huống khiến người yêu phải bỏ chạy ngay từ đầu, ngay từ lần đầu tiên hẹn hò. 5. Hồi nách. 4. Hồi miệng. 3. Dẫn thì mẹ theo. 2. Đúng rồi, đúng rồi. Hôi nách, sợ lắm. Hôi miệng, sợ luôn. Đi hẹn hò đầu tiên, dẫn mẹ theo su. Đúng rồi, đúng mà. Đúng cái Vinh thua. Được qua, được qua. Trong câu hỏi mới à. Được qua thôi. Ok, ok. Đâu có bị phạt đâu em ơi. Một kẻ giết người bị kết án tử hình. Hắn ta chọn một trong ba căn phòng. Phòng thứ nhất là lửa cháy dữ dội, phòng thứ hai đầy những kẻ ám sát đang giương súng, và phòng thứ ba đầy sư tử nhịn đói trong 3 năm. Hỏi là phòng nào an toàn nhất cho hắn? Chết rồi, biên tập ơi, và em chọn câu 3. Tại sao? Tại vì những con sư tử nó đã chết 3 năm rồi. Nó đã thúi quắc rồi, nó đã quéo trong đó rồi. Mình vô trong đó thì không sao hết. Mình chỉ ở lại với những bộ xương của những chú cọp mà thôi. Cho nên rất là an toàn. Đúng không? Dễ đúng không? Dễ. Thêm câu nữa. Ủa dạ? Câu cuối cùng đúng không? Câu cuối cùng. Kể 3 cái tên trong showbiz mà bà nghĩ chỉ cần gặp là bỏ chạy. Thiệt hả? Thiệt hả? 4 3 Ôi sợ chú ơi. Buka khá nhiều năm không? Không. Sao? Sao không? Anh gặp Buka rồi, anh gặp Khải Như rồi. À. Nam Thư rồi. Mắc mới gì anh chạy. Thôi em sợ mấy ngựa lắm. Mày không sợ? Tại Buka toàn là mấy bà ế không à. Mà mình chơi thì anh không sợ cho anh bị lây đó. Thiệt không? Em mà gặp mấy người em sợ lắm. Trời ơi, em mới kể em qua nhà Nam Thư đánh bài. Ờ, lúc đó là xưa rồi. Thời gian này em không chơi Nam Thư thì ba người đó mà bị lớn tuổi rồi. Mà con Buka về 33 tuổi rồi, Khả Như 35 tuổi, Nam Thư 37 tuổi mà không ai có chồng hết trơn trội. Là cái đó nó bị cái vận vô con người rồi. Bây giờ nếu mình gặp cái người đó mình không bỏ chạy thì cái vận nó sẽ ám vô con người của mình. Ví dụ anh Vinh anh đâu có sợ đâu, anh cứ gặp người đó anh cứ vui vẻ ôm cái vận. Thấy không, bây giờ ế luôn. Còn em gặp người đó em sợ lắm, em tránh xa ra. Nếu nó nổi bây giờ thấy không, em có gia đình. Còn mấy người đó là đâu có ai đâu. Ghê lắm, trời ơi, gặp ba người đó em sợ lắm, ghê lắm. Em bóc lại đi. Trời ơi, không biết phục, không biết phục. Gì? Ra đường đứng làm gái trong vòng 3 phút nè. Ok, mình kiếm vô đông đông nha. Mình di chuyển vô này xui đúng không Lâm ơi?
Rồi. Ok then share. Rồi ra luôn Lâm ơi. Là làm gì vậy? Làm gì đó. Đây, hình phạt nói đó. Làm người mẫu tượng 3 phút nha. Và tạo dáng sexy nha. 2000 years later. Quá trời quá mệt rồi nè. Rồi muốn đội quần người đó luôn vậy đó. Dương Lâm Đồng Nai mà đội quần á. Trời ơi. Ai trên đời này có thể làm Dương Lâm Đồng Nai ngại ngùng. Ngại chứ anh ơi, em cũng là con người anh ơi. Không, đối với anh không có ai mà làm được em ngại được. Tưởng không, đối với anh thì phải con người chứ chết luôn á. Ok then share. Ok, bây giờ cái cuối cùng của chương trình là anh em mình sẽ chơi bún thun. Thường buổi chơi gì đàn ông vậy? Anh không hiểu tại sao hai con người tôi bắt người ta biên tập cho chơi bún thun. Ủa rồi chơi sao bún qua bún lợi vậy hả? Mình nuốt thun được không? Chứ bún thấy nó bị đơn giản quá. Thì dễ quá đúng không? Dạ. Bây giờ mọi người ba sợi đi. Ba sợi. Để làm gì anh? Bóng ba thắng thì là... Sao mình lấy này bắn nhau hả? Hay là bây giờ em muốn khó hơn, nuốt xong mất cái tình lỗ mũi. Ghê vậy. Chơi cái nào? Nuốt luôn luôn, mà nuốt xong rồi cái mình bị dính vô ruột luôn. Mình điên quá luôn. Vô. Ủa là thắng là gì mà thua là gì? Thắng thì bị phạt. Chương trình sẽ có một hình phạt nho nhỏ nữa. Thắng là bị phạt, wow, tỉnh táo. Đang tỉnh táo vậy? Không, bây giờ thắng thua gì đó. Không quan trọng. Không quan trọng. Bởi vì anh đang với anh bị lừa, anh thắng anh vẫn bị phạt. Vì quy hình phạt đó là thưởng mà quy thưởng là phạt. Ok. Vô. Vô. Ủa mình chơi nào mà nghỉ vậy? 5-0. Ủa rồi. Rất tui. Phái phái đàn ông mà chơi cũng thông khoái. Mặt thật sướng nè. Nói. Vô. Vô, cái cuối cùng rồi. Rất tui rồi. Vô. Chết rồi, chết rồi. Trời ơi. Tao tay rồi. Đó. Trời. Rớt em rồi. Lấy vô chút vô rồi. Rồi không. Ok rồi. Nữ hoàng cũng thông mà để thua Trương Thí Vinh. Rồi. Lâm ơi. Gì vậy? Anh có món quà cho em. Thôi không nhận quà đâu. Thôi, thôi anh ơi, quán sáng người ta đang làm ăn mà mình làm như bà điên vậy anh. Ở đâu phải khai trương đâu, múa lần ở đây. Để mình sau cái, những khó khăn mình làm cái khai trương nhẹ cho người ta. Thôi anh ơi, nãy mấy, em vô mấy bé nó nhìn em mắc thiện cảm lắm. Vậy em nhảy mấy bước nó khinh em ra mặt anh ơi. Làm vui đó. Không có vui. Em hiểu không? Ok. Ok. Dễ gì hết. Ủa mà sao có hai bộ vậy? Diễn lai. Mà sao có hai bộ vậy? Một bộ cho em lựa thôi. Thôi, anh nhảy chung với em đi. Không. Thôi anh ơi. Cái này là phần của em. Thôi anh ơi, em sợ giả gái lắm anh ơi, em sợ lắm anh ơi. Thôi em không có giả gái được anh ơi, em ghét giả gái lắm anh ơi. Không, em không có giả gái được mà anh ơi. Trời ơi, vợ con đang coi. Chưa. Không có giả... Ủa chưa hả? Chưa. Rồi, nhạc nè. Chuẩn bị, Lâm ơi. Dạ. 2, 3. Nhạc nhỏ vậy, nhỏ quá, nhạc nhỏ quá anh ơi. Nhà mình có lo không em? Ê. Vô. Hạ cái tay sao nè. Hey.
Mày chết, mày với tao là quay phim. Đố em bắt được anh. Rất là ngưỡng ha. Đâu cái động tác, hãy 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 đâu. Đúng rồi. Nhức đầu quá. Mà đét ợp kìa, nó ợp rồi kìa. Ok ok. Quá dễ thương, ok Lâm ơi. Quá trời mệt rồi anh ơi. Quá trời mệt. Quá nhiệt tình luôn. Sao Lâm còn thấy sao? Mệt. Tại sao mệt? Mệt quá, tụt đường. Còn tác người ta ít thì sao em làm quá gì em trường tùm lum quanh cái quán luôn. Quỷ quay phim nó cứ chỉ vô mặt em nè. Qua chương trình này mọi người thấy là Lâm là người rất thẳng thắn, đúng không các bạn? Cần là nói, không giấu một cái gì hết. Đúng rồi. Không biết bao nhiêu tốn tiền, hàng tỷ đồng đến gương mặt của Dương Lâm. Mà kể với sự đam mê, với sự hưng phấn. Chứ mà là ngại ngùng. Từ đó, không hề có một người giấu mặt. Hỏa thân. Hỏa thân, lõa lồ. Hỏa lồ. Nghĩa là tinh là tinh. Ê, cái đó ghê. Không có sao, nói vậy đi, mình sống thiệt cho nó dễ dàng đi, cuộc đời đi thiệt á. Đó. Ta nhìn em như là con thú lạ như vậy á, nhưng mà không dám làm cái sao cái thuật mát cái chương trình nên mình dấn thân vô rồi, mình phải chơi hết mình chứ. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ kênh của anh Vinh cũng như là ủng hộ chương trình OK Lên Xe. Và chương trình phát sóng là lúc 7 giờ hả anh? 7 giờ tối. 7 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh. Trên kênh OK Lên Xe. OK, trên kênh OK Lên Xe của anh Trương Thế Vinh. Nha, nhớ ủng hộ cho mọi người nha. Tập sắp tới có em rồi đó, mắc cười lắm. OK. OK. Cảm ơn Lâm rất nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Hẹn gặp Lâm một lần gần nhất với chương trình OK Lên Xe một lần nữa. Lâm OK không? Tạm biệt hả? Nữa hả? Thôi, một lần chơi lần vui rồi anh ơi. Đăng ký 2-3 lần anh ơi, chơi cặp anh ơi. OK, OK, cảm ơn các bạn nha.